Hello, xin chào tất cả mọi người, chào các em. Xin chào các bạn nha. Đâu thấy xem mà có bao nhiêu bạn đang vào học rồi nào. Thì xem nhắc nhở mọi người vào học nào. Mọi người đã có lịch thi chưa? Mọi người có lịch thi giữa kỳ chưa? Các bạn lịch thi giữa kỳ là hôm nào thì nhắn tin cho thầy biết à, comment cho thầy một cái để thầy biết để thầy sắp xếp này, còn ôn tập cho mọi người nha. Rồi, thầy chào tất cả mọi người. Rồi, chúng ta ăn gương mặt mới để làm quen với mọi người này. Có nhiều bạn thì không kết bạn được đúng không? Chưa có lịch à? Còn số bạn là thầy không kết bạn được. Đây, thầy kết bạn làm quen mọi người để thời gian tới chúng ta sẽ làm việc cùng với nhau nhá. Ta sẽ học cùng với nhau thời gian tới. Ok, rồi thầy chào tất cả mọi người. Rồi, 9 tháng 3 là thi à? Thế thì hôm nay ôn là đẹp đúng không? Tuần sau khả năng thầy ôn cho các bạn thêm một đề nữa nhá. Rồi, thế tuần sau thầy sẽ ôn thêm cho các bạn một đề nữa. Đúng không? Đó, rồi, 2 tuần đầu tháng 3 đúng không? Đa số là đa số đầu tháng 3 là mình thi thôi. Ok, rất cảm ơn các bạn đã có mặt cái buổi livestream ngày hôm nay. Thì hôm nay là thầy sẽ tiếp tục livestream cho các bạn nội dung là vật lý lớp 11. Và hôm nay ta sẽ có một cái đề thi giữa kỳ học giữa học kỳ 2. Thầy sẽ ôn lại toàn bộ các kiến thức của phần giữa học kỳ 2 cho các bạn. Trước khi thầy bắt đầu thì thầy nhắc các bạn đó là thầy đang có cái lịch livestream dành cho các bạn lớp 11. Đó là vào ngày thứ ba khung 20 giờ thì thầy live ở trong khóa VIP của lớp 11. Đó. Còn ngày thứ sáu là hôm nay đây thì là 20 giờ 30 thầy sẽ live ở trên page của thầy. Đó, trên page thầy. Page của thầy nhá, thì các bạn có thể theo dõi cái page của thầy để có thể học trong giai đoạn tới. Thầy sẽ đồng hành cùng các bạn ôn thi giữa học kỳ, sau đó thầy sẽ dạy các cái kiến thức của học kỳ 2 rồi cùng các bạn ôn thi học kỳ 2. Tiếp đó là thầy sẽ dạy sớm chương trình lớp 12 luôn. Đó nhá, ok. Rồi, đây khả năng thầy kết bạn với mọi người thì đây thì đang sử dụng page nên chưa kết bạn được. Rồi, các bạn cứ để lại comment rồi thầy sẽ kết bạn với tất cả mọi người nhá, để chúng ta làm việc với nhau thời gian tới. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn cái đề này. Trước khi thầy bắt đầu thì rất hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ thầy bằng cách là các bạn có thể chia sẻ cái livestream này vào trang cá nhân, hoặc các bạn có thể share về các cái group mà các bạn đang tham gia. Đó, các cái group học tập của lớp 11 các bạn đang tham gia. Đó, cũng thể mà mình sẽ tag những người bạn bè mình vào. Đây có thể là những người sẽ cứu mình trong những cái bài thi sắp tới, đúng không nào? Rồi, và trong quá trình thầy chữa thì mọi người hãy tích cực comment cái đáp án để chúng ta có thể làm việc với nhau thật là hiệu quả nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chữa luôn. Bạn nào đang xem mà nghe rõ rồi, nhìn hình ảnh ổn rồi, comment cho thầy một số 1 để chúng ta bắt đầu luôn. Nào, bạn nào đang xem mà thấy nghe ổn rồi, nhìn ổn rồi, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Comment thầy một số 1. Đó, để chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Rồi, ok. Rất nhiều bạn đã comment số 1 rồi. Vậy bây giờ ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhá. Bắt đầu luôn này. Mọi người ơi, các bạn đang xem tiếc gì không like cho thầy một cái đúng không? Không share thầy một cái để ủng hộ thầy nào. Bắt đầu này. Đề của chúng ta thì gồm 2 phần, một phần là trắc nghiệm, một phần tự luận. Cái đề này thì cũng là tương đối là khó chứ không hề dễ nhá. Đó, tương đối là khó đấy, không hề dễ đâu. Bạn nào làm được 10 điểm đề này là rất là giỏi đấy. Nào, bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn. Câu số 1 của chúng ta hình như hơi to đúng không? Thầy cho nhỏ lại một chút nhìn nó dễ nha. Nhìn nó đang hơi to. Nào, câu số 1, nhận định nào sau đây là không đúng về nam châm? Nào, nhận định không đúng nhỉ về nam châm, phần trắc nghiệm trước. Các bạn comment đáp án này. Câu A là nam châm thì hút được sắt, chính xác luôn ạ. Câu B, mọi nam châm khi cân bằng thì trục đều trùng theo phương Bắc Nam. Đó, các cực cùng tên của nam châm thì đẩy nhau, cùng tên thì đẩy nhau đúng không? Rồi,
Nam châm thì có hai cực đúng không? Rồi. Ok, vậy là đáp án của mình không đúng. Nó sẽ là đáp án gì ạ? Đáp án B, chính xác. Câu số 1, đáp án của chúng ta là đáp án B. Mọi nam châm khi nằm cân bằng thì trục đều trùng theo phương Bắc Nam. Cái này là chưa đúng. Câu số 2, từ trường đều đúng không? Ở học kỳ 1 mình có cái ông là điện trường đều. Sang học kỳ 2 thì mình có ông là ông từ trường đều đúng không? Từ trường đều với điện trường đều thì về cơ bản nó là giống nhau. Các cái đường sức từ của nó phải song song một cách đều nhau. Từ trường vectơ cảm ứng từ tại mọi điểm là đều bằng nhau, đúng không? Và đáp án câu số 2 của chúng ta là D, song song và cách đều. Câu 2, đáp án D. Tiếp tục ạ. Câu số 3. Đường sức từ thì không có cái tính chất nào sau đây. Không có tính chất nào sau đây. À, không có nhá, có nghĩa là chọn đáp án sai các bạn nhé. Đó. Câu 3. Đáp án A, mỗi điểm chỉ vẽ được một đường sức, đúng không? Chính xác. Các đường sức là không cắt nhau. Câu B, các đường sức là cái đường cong kín hoặc vô hạn ở hai đầu, hoàn toàn chính xác. Câu C, chiều của các đường sức là chiều của từ trường. Đúng luôn, đúng không? Chiều của các đường sức từ chính là chiều của từ trường. Từ đó thì mình vẽ được các cái vectơ cảm ứng từ theo cái chiều đó. Rồi. Các đường sức của cùng một từ trường thì có thể cắt nhau. À, thầy vừa mới nói xong, nó không thể cắt nhau được. Đáp án của chúng ta câu 3 là đáp án D. Rồi, 3D. Tiếp tục nha. Câu số 4. Nhận xét nào sau đây là không đúng về cảm ứng từ? Không đúng về cảm ứng từ. Câu A, đặc trưng cho từ trường về phương diện là đây là chọn có không đúng nhá. Vậy là mình phải tỉnh táo mình chọn đáp án nào mà là đáp án sai thì mình mới chọn, đúng không? Rồi, câu A, đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực từ. Đúng, đúng không? Từ trường là môi trường khi mà mình đặt nam châm này hoặc là dây điện vào thì nó sẽ chịu tác dụng của lực từ. Đó. Câu B, phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây mang dòng điện. Đúng không? Có phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây mang dòng điện không? À, có phụ thuộc không nhỉ? Không. Đúng không? Đáp án sai của mình là đáp án B. Câu số 4, đáp án của chúng ta là đáp án B. Nó không phụ thuộc vào chiều dài của sợi dây. Đúng không ạ? Không ảnh hưởng gì cả chiều dài sợi dây. Câu 5, lực từ tác dụng thì không phụ thuộc trực tiếp vào phụ thuộc trực tiếp nào lực từ tác dụng lên một cái đoạn dây đúng không thì có biểu thức như thế nào, các bạn có nhớ biểu thức của lực từ không? F là bằng gì, có nhớ biểu thức của lực từ không? F bằng gì ạ? F là bằng B gì nhỉ? BIL sin alpha. Đúng không? BIL nào, phụ thuộc vào chiều dài của dây không? Có này. Cường độ dòng điện không? Có này. Độ lớn cảm ứng không? Có này. Vậy là không phụ thuộc vào điện trở. Đáp án câu số 5 của chúng ta là đáp án D. Tiếp tục ạ. Đầu thầy xem có những bạn nào comment đúng. À ok, rất nhiều bạn comment đúng rồi. Đúng không? Hoàng Tiến này, Minh Quân này, Long Mai này, Đức này. Rồi các bạn tích cực comment lên để chúng ta học đến đâu chúng ta nhớ đến đấy nhá. Câu số 6. Đề bài cho ta một cái ống dây và bây giờ hỏi là cảm ứng từ của cái ống dây thì là bằng 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân ni trên l, và đáp án của chúng ta ở đây nó sẽ là đáp án B, đúng không? Câu 6 thì B luôn. Câu này là hỏi công thức, chẳng có gì phân tích cả, mình nhớ đúng công thức mình chọn thôi. Đúng là đáp án của mình là đáp án B, 6B. Câu số 7 của chúng ta, dây dẫn mang dòng điện thì không tương tác với nào, dây dẫn mang dòng điện thì là một cái gì? Nó là một cái thiết bị, hay gọi một thiết bị, hay gọi là một cái nguyên nhân gây ra ra từ trường. Dây dẫn nó là mang gây ra từ trường. Thế thì nó có tương tác với điện tích chuyển động không? Nó tương tác với nam châm chuyển động, nam châm đứng yên hay là điện tích đứng yên? Nào, câu 7. Câu này thì các bạn cần phải lưu ý cho thầy câu số 7 nhá. Đó là đáp án gì nào? Thầy thấy có cả C có cả D. Không biết là cái nào. À đúng rồi, nó là đáp án gì? Đáp án C. Đúng không? Dây dẫn mang dòng điện có nghĩa là nó có từ trường. Đúng không? Thì từ trường tương tác với những cái loại đó là nam châm. Dây điện, thầy viết như này cho nó rõ. Và electron chuyển động. Electron chuyển động thì nó tạo thành một cái dòng điện. Đúng không? Vậy đáp án của chúng ta là E mà đứng im thì không được. Đúng không? Câu số 7 đáp án của mình là C. Đó, các điện tích chuyển động của ta thì là lực Lorentz đấy, đúng không? Còn đứng im thì không có.
Câu số 8. Đề bài cho ta hai dây thẳng dài song song cách nhau 32 trong không khí. Cường độ dòng điện là I1 này. À, ông này là I2 và cùng chiều. Và bây giờ người ta yêu cầu là một cái điểm M nằm trong mặt phẳng của hai dây và cách đều hai dây này. Cách đều hai dây, yêu cầu là tính cảm ứng từ tại điểm M. Câu này có lẽ là thầy xuống hẳn dưới này. Thầy trình bày lại cho các bạn nha. Để bạn nào mà chưa nhớ kiến thức phần này thì có thể làm được. Hai dây này của chúng ta là hai dây điện cùng chiều. Vậy thầy biểu diễn nó như sau. Thầy vẽ là dấu chấm hết. Đúng không? I1 và I2 thì vẽ đều là dấu chấm. Có nghĩa là đây là hai cái dây như thế nào? Vuông góc với mặt phẳng tờ giấy và đi ra. Hai dây này cách nhau là gì? Cách nhau 32. Mà bây giờ người ta yêu cầu là một cái điểm M nó phải thế nào? Cách đều hai dây. Vậy thì có đúng là nằm ở trung điểm ở đây không? Đó, trung điểm đây, trung điểm M đây. Rồi. Bây giờ I1 của chúng ta tuân theo quy tắc nắm bàn tay phải đi ra, đúng không? Thì nó đi lên. Đây là B1 gây ra tại M. I2 tuân theo quy tắc nắm bàn tay phải, đúng chưa? Nắm bàn tay phải, các bạn nắm bàn tay phải vào thì B2 hướng xuống. Vậy ta dễ thấy ở đây thì cảm ứng từ tại điểm M sẽ là bằng hiệu của B1 trừ gì ạ? Trừ B2. Chúng ta thay số vào là xong. Đó, ta thay số vào xong. B1 do I1 gây ra, vậy là bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân I1. I1 là 1, đâu I1 đâu nhỉ? I1 là 5 ampere. Đó, và chia cho R, khoảng cách từ đây đến đây là bằng bao nhiêu? 16. Tại sao thì biết 16? Bởi vì trung điểm của 32 mà, chia đôi thì chẳng là 16. 16cm đổi ra mét thì là 0,16 trừ 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân ông này là 1 chia cho 0,16. Đúng không nào? Chị tuyệt đối vào. Rồi, và bây giờ nhiệm vụ các bạn là các bạn lấy máy tính các bạn bấm thôi. Đó, các bạn lấy máy tính các bạn bấm. Ok, giúp thầy xem đáp án nào. Tiến này, Đức này, rồi B luôn. Ok, bạn nào vào sau thì chúng ta sẽ tập trung ta chữa luôn nhá. Câu số 8, đáp án của chúng ta là đáp án B. 8B. Rồi, rất dễ dàng. Tiếp tục nhá. Câu số 9. Một ống dây dài 50cm có 100 vòng dây, cường độ dòng điện là I. Và bây giờ người ta yêu cầu là tính cảm ứng từ bên trong cái ống dây này. Đúng không? À, bên trong ống dây thì chúng ta thấy là đây là ống dây, thế nên B tuân theo công thức là bằng 4pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân NI và chia cho L. Chúng ta thay số vào 4pi nhân 10 mũ trừ 7. N ở đây là 100 vòng. I là 0,318 và chia cho L là chiều dài của ống dây là 50cm đổi ra mét là 0,5. Đó, các bạn lấy máy tính các bạn lại bấm cho thầy xem câu 9 ra bao nhiêu. Nào, câu 9. Rồi. Để máy tính đấy tính cùng với thầy luôn nhá. Mỗi lần tính là một lần nhớ công thức. Rèn luyện kỹ năng bấm máy tính luôn sang năm lớp 12, đây là một trong những kỹ năng rất là thuận lợi cho chúng ta. Bạn nào bấm máy tính nhanh rất là tiện. Đó, lợi thế trong quá trình làm trắc nghiệm. Rồi, câu 9 rất nhiều bạn ra D, thầy chọn đáp án D luôn nha. Câu số 9 đáp án của mình là D. Câu 10. Theo quy tắc bàn tay trái thì lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện nó như thế nào? Thì quy tắc bàn tay trái chúng ta là quy tắc xác định cái lực từ. Đúng không? Và các bạn phải nhớ đó là lực từ F của chúng ta nha, luôn vuông góc với mặt phẳng chứa cảm ứng từ B và dây điện đó, và cái sợi dây, được chưa? Sợi dây mang dòng điện. Vậy đáp án của chúng ta là nó sẽ vuông góc, đây chỉ vuông góc với cảm ứng từ B này, chỉ vuông góc mặt phẳng chứa dây dẫn, đúng không? Đáp án của mình là D. Đây, vuông góc với mặt phẳng chứa dây dẫn và cảm ứng từ. Câu số 10 đáp án của mình là đáp án B. Đó, 10B. Tiếp tục câu số 11. Một đoạn dây MN dài 6cm. Đây là chiều dài L của chúng ta. Có cái dòng điện I đây, đặt trong từ trường đều B đây. Lực từ F đây. Và yêu cầu là tính góc hợp bởi dây và cảm ứng từ. Rồi, chúng ta sử dụng công thức tính lực từ F là bằng BIL nhân sin alpha. BL sin alpha. Thay số này
Đây là 7,5 nhân 10 mũ trừ 2 bằng B của chúng ta là 0,5 nhân Y là 5 nhân L của chúng ta là 6 cm, đổi ra mét là 0,06, và nhân sin của alpha. Từ đây dễ dàng mình tính được alpha, đúng không em? Và alpha chính là góc mà chúng ta đang cần tìm ở đây. Đó, câu số 12 nào, các bạn tính giúp thầy, à 11, các bạn tính giúp thầy xem nó ra là bằng bao nhiêu độ này. 11. 11 rồi. Ninh Quảng Nam, ok. Rồi, bạn này ra là B. Các bạn khác rồi, cũng ra B. Rồi, đáp án của mình thầy chọn là B nha. Câu số 11, đáp án của chúng ta là B. Tiếp tục. Câu số 12. Độ lớn của lực Lorentz thì được tính dựa theo công thức nào? Thì lực Lorentz được tính theo công thức là F bằng QVB sin alpha. Đáp án của mình là B luôn, không cần nghĩ. Đúng không? Cái Q này là lấy độ lớn trị tuyệt đối rồi. Tiếp tục. Câu số 13. Phương của lực Lorentz thì có tính chất như thế nào? Thì lực Lorentz của chúng ta cũng có tính chất giống lực từ. Lực Lorentz sẽ vuông góc với mặt phẳng chứa vectơ cảm ứng từ B và vectơ vận tốc về. Đó, vuông góc với mặt phẳng. Và đáp án của mình là vuông góc, mặt phẳng, vận tốc và cảm ứng từ. 13C. Câu số 13, đáp án C. Tiếp theo, câu số 14. Một electron bay vào không gian có từ trường đều cảm ứng từ B đây. Vận tốc là V0 này. Vuông góc với B. Và đề bài yêu cầu là tính cái lực Lorentz tác dụng vào cái electron. Đúng không? Chúng ta dùng đúng công thức chúng ta vừa mới viết ở trên. Đúng không? F là bằng gì? F là bằng trị tuyệt đối của QVB. Thầy thay số này. Q ở đây thì do là một electron, thế nên điện tích nó là 1,6 nhân 10 mũ trừ 19, cái này mình nhớ luôn này. Nhân V là vận tốc là 2 nhân 10 mũ 5. Đúng không? Nhân với gì? Nhân B, B là cảm ứng từ là bằng 0,2. Nhân sin của bao nhiêu? À ở đây, vận tốc này thì vuông góc với B, đúng không? Góc alpha là góc hợp giữa B và V mà. Mà người ta cho là vuông góc thì có nghĩa là 90 độ. Vậy ở đây sẽ là sin 90. Sin 90 thì là bằng bằng 1 rồi. Đó, vậy là các bạn lại lấy máy tính các bạn nhân cho thầy cái câu 14. 14 lại là D à? Ok, đáp án của mình là D. Cái đề này nhiều D thế. 14D. Tiếp tục, câu số 15. Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B. Góc giữa vectơ cảm ứng và vectơ pháp tuyến là alpha. Rồi, đề hỏi là cái công thức tính từ thông. Từ thông là bằng BS cos alpha nha. Rồi, ở đây thầy lưu ý các bạn, góc alpha ở công thức này là góc hợp giữa B và vectơ pháp tuyến N. Đó, thì chúng ta dùng là cos alpha. Nhưng nếu người ta cho ông ta cái góc là hợp giữa B và mặt phẳng khung dây thì nó lại là sin, đúng không? Bởi vì tổng hai góc là bằng 90, sin ông này thì bằng cos ông kia. Đó, nên 15 thì ở đây người ta cho đúng góc rồi thì đáp án B là yên tâm rồi, đúng không nào? Rồi. Ok, rồi xin chào tất cả mọi người. Bạn nào vào sau thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta chữa đề luôn nhá. Rồi, câu số 16. Đơn vị của từ thông. Đơn vị của từ thông là nào? Từ thông thì có đơn vị là VB. Đáp án của mình là đáp án C. Câu 16, đáp án của mình là C. Câu 17. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Phát biểu không đúng có nghĩa là người ta chọn câu sai đấy. Đó, mình phải rất bình tĩnh mình xem là câu nào sai mình chọn cho nó chuẩn. Câu A, khi có sự biến đổi từ thông đó, thì xuất hiện dòng điện cảm ứng, đúng không? Chính xác. Dòng điện xuất hiện có sự biến thiên từ thông qua mạch gọi là dòng điện cảm ứng, chính xác. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra luôn ngược chiều với chiều của từ trường đã sinh ra nó. À, cái này là sai. Cái này là sai. Dòng điện cảm ứng sinh ra sao cho nó sẽ chống lại sự biến đổi từ thông. Thế nên có lúc thì nó ngược, có lúc thì nó cùng. Nếu từ thông của chúng ta tăng thì nó sẽ ngược. Đó, để nó làm giảm từ thông. Còn nếu từ thông của chúng ta giảm thì nó sẽ cùng để nó tăng cường lại cái từ thông. Đáp án câu số 17 nó là đáp án C. Đây là một câu lý thuyết nha, câu lý thuyết rồi. Câu 18. Thời gian dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín
thời gian dòng điện cảm ứng, dòng điện cảm ứng nó có tồn tại lâu hay không, hay là nó sẽ tắt rất là nhanh, đúng không? Thì câu số 18 này các bạn cần lưu ý là chỉ cần từ thông còn biến thiên, bởi vì điều kiện để có dòng điện cảm ứng ấy là từ thông phải biến thiên. Vậy là chừng nào từ thông còn biến thiên thì chừng đó sẽ còn dòng điện cảm ứng. Thế nên cái thời gian xuất hiện dòng điện cảm ứng nó sẽ bằng thời gian biến thiên từ thông, đúng không? Ông này còn biến thiên thì còn dòng điện, ông này mà dừng lại không biến thiên thì dòng điện mất luôn. Đó, câu số 18 đáp án A. Câu 19, phát biểu nào sau đây là không đúng? A, nó hỏi câu không đúng nhá, phải đọc thật là kỹ. Đây, không đúng. Câu A, dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra. Thì câu này thì lại lặp lại cái câu lúc nãy rồi, vậy là sai luôn câu A đúng không các em? 19A sai luôn. Đây, nó lặp lại cái câu câu C này. Đúng chưa? Đó, hai cái câu này là giống nhau, đúng không? Mình tự tin mình chọn luôn đáp án của chúng ta 19, nó là đáp án A. 19A. Rồi. Câu số 20. Câu 20 là câu phải hết sức bình tĩnh để chọn cho nó đúng này. Đây, bây giờ người ta cho chúng ta bốn cái hình. Và người ta hỏi là hình nào thì thể hiện đúng cái dòng điện cảm ứng. Đúng không? Đấy, hình nào thì thể hiện đúng cái dòng điện cảm ứng. Được chưa ạ? Thế thì ở đây thì phân tích các bạn. Hai cái hình C và D này thì thầy loại luôn. Tại sao thầy loại? Bởi vì hai cái hình này là từ thông của chúng ta. Nó không đi qua vòng dây. Vậy là từ thông ở hai trường hợp này là từ thông bằng không. Từ thông cố định bằng không thì không có sự biến thiên, thì không có dòng cảm ứng. Vậy cái này là không có dòng điện luôn. Thế bây giờ còn hai cái này mình xem là chiều nào là đúng thôi. Đúng không? Nào bây giờ chúng ta xem nhé. Đề bài nói là từ trường của mình tăng dần. Từ trường tăng, vậy là từ thông sẽ tăng. Bởi vì sao? Bởi vì từ thông là bằng BF cos alpha. Đúng không? Bây giờ ông B này tăng thì hiển nhiên là từ thông tăng. Từ thông tăng, vậy là B cảm ứng sinh ra sẽ có chiều là ngược lại với chiều của B bên ngoài. Hai ông này phải ngược nhau. Để làm gì? Bởi vì ông này tăng, thế nên nó phải ngược lại để nó chống lại cái sự tăng. Đúng không? Chống lại cái sự tăng. Rồi, vậy là bây giờ mình xem trong hai hình này, hình nào ngược là được. Thế thì ở hình này, đúng không? Hình này, nếu thầy nắm bàn tay phải lại, dòng điện mà quay như thế này, thì B cảm ứng nó cũng là dấu cộng. Các em thấy không ạ? Nắm bàn tay phải của cái dòng điện này vào, thì cũng là dấu cộng. À, vậy là hai ông này là cùng chiều, không được à? Đúng chưa nào? Vậy đáp án chắc chắn ở đây chỉ còn đáp án gì thôi? Chắc chắn là chỉ còn đáp án B thôi. Chuẩn chưa? Chỉ còn đáp án là đáp án B thôi. Thầy kiểm tra. Nào, đây là dấu cộng. Dòng điện của chúng ta đi như này. Theo quy tắc nắm bàn tay phải thì dây điện như này. Thì theo quy tắc nắm bàn tay phải thì cảm ứng từ nó là dấu chấm. Đây là B cảm ứng. Đúng không? Vậy là hai cái B này đã thỏa mãn là nó ngược nhau. Đáp án của chúng ta là B. Câu số 20. Đáp án B. Đó, một câu mà phải hết sức lưu ý. Thầy thấy rất nhiều bạn là chọn câu 20A đấy. Nha. 20 là nhiều bạn A lắm. Thế là bị nhầm cái chiều rồi. Đúng không? Thường là các bạn tính độ lớn, các bạn tính rất chuẩn, nhưng mà có chiều vào là các bạn lại xác định sai ngay. Rồi, xong câu số 20. Đó, xong câu số 20. Tiếp tục. Chứ không phải nha, câu này các bạn chọn A là các bạn đang lấy là gì ạ? Các bạn đang lại hiểu sang là đây, B cho một cái dòng điện tròn như này và B có chiều như này. Đó, thì không phải nhá. Không phải đây là một cái vòng dây đâu, mà đây là một cái dây, đúng không? Sau đó có từ trường B này là từ trường bên ngoài nó biến thiên. Thì B cảm ứng có chiều là như thế nào để thỏa mãn cái định luật Lenz, đúng không? Thì đáp án của chúng ta là đáp án B. Được chưa nào? 20B. Tiếp tục ạ, câu số 21. Một khung dây, bây giờ người ta cho những cái thông số là gồm có 1000 vòng này, được đặt trong từ trường đều này, sao cho các đường cảm ứng từ thì vuông góc với mặt phẳng của khung này. Cảm ứng từ mà vuông góc mặt phẳng khung có nghĩa là góc alpha là góc giữa cảm ứng từ và vector pháp tuyến n ấy, nó sẽ là bằng 0. Đúng chưa? Rồi, diện tích của mỗi vòng dây là 2 decimet khối, decimet vuông. Cảm ứng từ giảm từ đây đến đây trong thời gian là 0,1. Và đề bài yêu cầu là tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong toàn khung dây thì có giá trị là bao nhiêu? Đó, nào thế bây giờ câu số 21 này mình làm như thế nào? Nào,
Câu số 21 này thì mình làm như thế nào? Thì đây yêu cầu là tính suất động cảm ứng. Đúng không? Suất động cảm ứng, suất động cảm ứng thì tính như nào? E là bằng trừ delta gì ạ? Delta phi mà chia delta t. Đúng không? E là bằng trừ delta phi trên delta t. Thì sẽ bằng trừ delta này, cái phi này này của chúng ta là NBS các em nhá, NBS cos alpha. Đó, chia cho delta t. Đại lượng nào không đổi các bạn vứt ra ngoài khỏi delta. Thế thì ở đây chúng ta thấy là B biến thiên. Đó, cái thay đổi là B. NS cos alpha không đổi thì vứt ra ngoài. Vậy là còn trừ NS cos alpha nhân delta B chia delta t. Đúng không? Rồi, nào chúng ta thay số vào này. Bằng này, trừ N của chúng ta là 1000 vòng giây, 1000 vòng giây. Nhân S, 2 dc đúng không? Vậy là 2 nhân 10 mũ trừ 2, thầy phải đổi ra mét vuông. Đổi trừ 2, đúng không? Nhân cốt của bao nhiêu ạ? Nhân cốt của 0 độ. Nhân delta B, B của chúng ta từ 5, 0,5 đến 0,2. Vậy nó sẽ là bằng 0,2 trừ 0,5. Chia cho delta t là 0,1. Đó, và bây giờ nhiệm vụ chúng ta là bấm máy tính cái cụm này xem nó ra là bằng bao nhiêu. Câu 21, lại B luôn à? Đây là toàn B nhỉ? Lúc nãy thì toàn D, bây giờ thấy là đáp án toàn B. Câu số 21 đáp án B. Vậy là bằng 60V cả. Lớn này. Rồi đây, nhưng mà cả lớp ra B đây thì chắc là chuẩn rồi. Chắc là chuẩn 21 là B rồi. Khả năng đúng rồi. Tiếp nhá. Câu số 22 của chúng ta. Câu 22. Một khung dây phẳng hình vuông có cạnh đây. Có cạnh là 0,1. Đặt trong một từ trường đều B đây. Vector cảm ứng từ hợp mặt phẳng khung dây một góc là 30 độ. Và đề bài yêu cầu tính từ thông. Đấy, câu này là câu phải chú ý này, không là nhầm này. Chúng ta thấy từ thông thì rất đơn giản. Tính như nào ạ? Phi là bằng BS cos alpha. Đúng không? Thầy không viết N bởi vì đây là một khung dây rồi. Đó. Thì thay vào thôi. B của chúng ta là bằng 10 mũ trừ 2. S, khung này là hình vuông mà cạnh là 0,1 nên diện tích nó là bằng 0,01 bình phương. Nhân cos ở đây các bạn lưu ý là cos 60. Tại sao lại là cos 60? Thầy xin vẽ lại để cho các bạn hình dung. Đây là một cái khung hình vuông của chúng ta. Đúng không? Đây là vector pháp tuyến N. Thì ở bài này, người ta cho chúng ta là gì? B của chúng ta là cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung. Đây là B của chúng ta. Hợp với mặt phẳng của khung. Đây là mặt phẳng của khung. Một góc là bao nhiêu? 30 độ. Đó, 30 độ. Vậy thì tất nhiên góc giữa B và N là góc alpha, nó phải bằng 60 độ. Bởi vì hiển nhiên chỗ này là vuông rồi. Đúng không? N là vector pháp tuyến. Đúng là vậy, ở đây chúng ta sẽ phải là cos 60. Bạn nào vội vàng lấy cos 30 sẽ là sai. Đấy, chỉ cần lưu ý cái chỗ đó thôi. Đó, đúng nào. Vậy là câu 22 đáp án của mình là gì? Lại B tiếp à? Để chọn toàn B à? 5 x 10 mũ trừ 7 VB. Câu 22 xong. Tiếp tục ạ. Câu số 23. Từ thông biến thiên theo thời gian. Đây là biến thiên thời gian. Và bây giờ đề bài của chúng ta tính suất điện động trong khung trong khoảng thời gian là từ 1 giây đến 3 giây. Thế thì ở đây thầy lưu ý các bạn nhé, là có hai cách làm. Cách thứ nhất, các bạn bây giờ đã học đến đạo hàm rồi thì các bạn sẽ phải hiểu cho thầy. Đó, cách số 1 là E là bằng trừ delta phi chia delta t. Thực tế cái cụm này này nó chính là bằng trừ phi phẩy. Có nghĩa là bằng đạo hàm của phi. Trong môn toán chúng ta đạo hàm là đạo hàm theo biến x, đạo hàm của fx. Nhưng ở đây môn lý đạo hàm là biến thời gian t. Đó, vậy đây thầy sẽ là trừ đạo hàm của cái này, thầy nhân tung ra 0,06 nhân 5 thì là bằng 0,3 trừ 0,06 nhân với 3 thì là bằng 0,18. Đó, và thầy đạo hàm cái này. Ông này đạo hàm thì giống như là 0,3 trừ 0,18 x, đúng không? Đó, trừ 0,18 x, đơn giản thế thôi. Vậy thì đạo hàm ông này sẽ là bằng trừ 0,18, trừ đây mất, vậy đây là bằng 0,18, đúng không? Vôn. Và đáp án của mình là A luôn.
Đó, câu 23. Nếu ta dùng đạo hàm của môn toán, các bạn học đến chưa? Ta chọn A luôn, không cần mình nghĩ. Còn nếu mà bạn nào vẫn muốn là em muốn giải cách thô sơ của lớp 11 thì các bạn sẽ chọn một cái thời gian bất kỳ. Ở đây người ta đã chọn cho mình rồi. Còn nếu bạn nào thích thì các bạn chọn là từ 0 đến 1 hoặc từ 1 đến 2 tùy các bạn. Thì ở đây các bạn sẽ tính ra, các bạn tính từ thông ở thời điểm là 1 giây. Đúng không? Các bạn thay 1 vào đây. Thay 1 vào đây. Vậy nó sẽ là bằng 0,06 nhân với 5 trừ 3 nhân 1. Tương tự các bạn tính từ thông ở 3 giây thì là bằng 0,06 nhân với 5 trừ 3 nhân 3. Đó, được không? Được hai cái này. Được không nào? Được hai cái này. Sau đó là các bạn sẽ thay vào, các bạn lấy là phi ở 3 giây trừ phi ở 1 giây và các bạn chia cho delta t. Đó, trừ cái này thì đây chính là e. Thì cũng được, đúng không? Nhưng mà nên là sử dụng cái cách là đạo hàm kia, nhìn nó hiện đại hơn. Đó. Đáp án câu 23 của mình là đáp án này. Tiếp tục, câu 24 là chọn câu sai. Đó, chọn câu sai là phải hết sức lưu ý. Suất điện động tự cảm trong một mạch điện thì có giá trị lớn khi. Suất động tự cảm tính như nào? E tự cảm, đúng không? Là bằng trừ L nhân delta I chia delta T. Đúng không? Đây là E tự cảm. Nào, bây giờ chọn câu sai đấy nha. Chọn câu sai. Nào, A. Cường độ dòng điện. À, đây. Suất động tự cảm có giá trị lớn khi cường độ dòng điện có giá trị lớn. Đúng không? Cái này là sai luôn này. Cường độ lớn hay nhỏ đâu quan trọng. Quan trọng là gì? Cường độ nó phải biến thiên nhiều. Biến thiên nhiều có nghĩa nó đang to nó về nhỏ. Đúng không? Hay là đang nhỏ nó về nhỏ hẳn. Có nghĩa là cái tốc độ thay đổi của nó phải là lớn. Đúng không? Cái sự thay đổi của nó phải là nhiều. Chứ còn nó lớn mà nó lại thay đổi ít thì cũng không ăn thua. Đúng không? Đây, cường độ dòng điện biến thiên nhanh, đúng đây, biến thiên nhanh là delta I trên delta T nó sẽ lớn. Cường độ dòng điện tăng nhanh thì cũng là biến thiên nhanh. Đó, giảm nhanh thì cũng vậy. Vậy 24 đáp án là câu số 24 đáp án A. Rồi. Câu 25. Trong mạch có cường độ dòng điện biến thiên thì suất điện động tự cảm. À, thầy viết công thức đây rồi. E là bằng trừ L nhân delta I trên delta T. Mình chọn đáp án B luôn, không cần nghĩ. Câu 26 đề hỏi là đơn vị của hệ số tự cảm. Hệ số tự cảm. Thì hệ số tự cảm của chúng ta có đơn vị là gì nhỉ? À, hệ số tự cảm là L này, lên lớp 12 thì mình làm rất nhiều. Đơn vị của nó là Henry. Đúng không? Đáp án của chúng ta là D. Đó, vôn là đơn vị của hiệu điện thế này. Tesla là đơn vị của cảm ứng từ này. Weber là đơn vị của từ thông này. Còn Henry là đơn vị của hệ số tự cảm L. 26, đáp án D. Tiếp tục, câu số 27. Một ống dây có hệ số tự cảm L. À, dòng điện qua ống dây giảm từ 2 đến 1 trong thời gian là 0,01. Suất điện động đây. Và yêu cầu là tính cái hệ số tự cảm. Rất đơn giản. Mình có là E bằng trừ L delta I chia delta T. Mình thay số. E của chúng ta là 40. Là bằng trừ L đang cần tìm. Nhân delta I. Delta I cứ lấy cái sau trừ cái trước. Vậy là 1 trừ 2. Chia cho delta T là 0,01. Đúng không? Vậy từ đây mình tính được L. Đúng chưa? Tính được L. Cái này là xem là bằng bao nhiêu nhỉ? 1 trừ 2, vậy đây là trừ 1. Chia cái này, vậy đây 100, vậy là bằng 0,4 à. Đúng không? Câu 27, tính ra đây là bằng 0,4. Các bạn ra thấy không? 0,4 Henry. Nhưng ở đây đáp án của chúng ta không có 0,4 mà nó toàn là milli Henry thôi. Milli này là 10 mũ trừ 3. Vậy nếu mà thầy viết cái này thì nó sẽ là bằng 400 nhân 10 mũ trừ 3 Henry. Đúng chưa? Cái này thì là 0,4 đấy. Vậy đáp án của chúng ta là đáp án C các em nhá. Câu 27. Tính được ra nhưng phải bình tĩnh đổi đơn vị đã. Đúng không? 27 đáp án của mình là 27C ấy nhỉ? Sao các bạn ra đáp án D kìa? 27,C chứ. Chuẩn chưa? Rồi, đấy là một cái nhầm lẫn thì đáng tiếc lắm.
Tiếp tục nào, câu cuối cùng phần tự trắc nghiệm trước khi mình đến phần tự luận. Dòng điện chạy trong một mạch giảm từ 32 đến 0 trong 0,1 và suất động tự cảm đây. Tính hệ số tự cảm. Một câu chả khác gì câu trên đúng không? Làm gọi là luyện tập thôi. Đúng không nào? Mình thay số nhá. Cái này là 128 là bằng trừ L nhân delta Y. Y của mình đây là 0 trừ 32 chia cho delta T là 0,1. Vậy là tính được L thôi. Đúng không? Cái này thì thầy phải lấy máy tính để bấm thôi. Thì nó là bằng 0,4. Đó. Và đáp án của mình cũng là B. Hai câu ra là 0,4 luôn. Câu 28 đáp án là B. Đó. Rồi, ok. Xin chào tất cả các bạn. Và đến đây là chúng ta đã được 28 câu 7 điểm. Đấy. Có bạn nào mà làm đúng được hết không? Đúng được hết phần này là các bạn lấy được 7 điểm. Đó. Có đúng hết không? Có bạn nào sai câu nào không? Thường thì thầy thấy các bạn sẽ sai 1 hoặc là 2 câu, đúng không? Kiến thức mình rất là tốt rồi. Nhưng mà đôi khi mình làm mình vẫn bị nhầm lẫn một chút. Đó. Rồi. Tiếp theo. Rồi, tiếp theo. Bây giờ mình sẽ đến với phần tự luận. Phần tư luận thầy sẽ trình bày thật là chi tiết để cho các bạn có thể nắm được cái cách trình bày và cách làm. Ở đây chúng ta sẽ gồm có 3 bài. Trong đó bài 1, bài 2 là những bài rất quen thuộc. Còn bài 3 thì sẽ là một cái bài vận dụng ca. Nha. Bây giờ thầy sẽ chữa cho các bạn lần lượt từng câu một. Đầu tiên là câu số 1 của chúng ta. Đề bài trong ta là một electron bay với vận tốc là V đây. Vào không gian có từ trường đều. Theo phương vuông góc với vector cảm ứng từ. Cho B đây. Điện tích của E đây và tính độ lớn của lực đó này. Ở đây chúng ta sẽ phân tích đầu tiên. Đó là gì? V của chúng ta đề bài cho là vuông góc với vector cảm ứng từ. Vậy là góc giữa B và V chính là góc alpha là bằng 90 độ. Chúng ta sử dụng công thức tính lực Lorentz, lực Lorentz bằng QVB nhân sin alpha. Chúng ta thay số. Q là bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Trị tuyệt đối lên rồi, bỏ dấu đi. V là 10 mũ 6. Nhân B là 0,5. Và nhân cos ở đây là cos 90. Đó, các bạn bằng luôn cho thầy. Câu số 1 xem là bằng bao nhiêu. Đấy, thầy biết ngay. Nhiều bạn comment em sai một câu đổi đơn vị đúng không? Cái đấy lên lớp 12 người ta gọi là gì các bạn biết không? Gọi là sai ngu đấy. Sai ngu là những cái câu nó rất là dễ nhưng mà mình lại sai. Đó. Còn câu khó sai lại không đau đấy. Câu khó là mình không biết làm thì thôi lại không đau. Đây này. Không biết làm thì không sao, mình biết làm mà lại sai thì là rất đáng tiếc. Rồi, sang năm lớp 12 thì mình sẽ phải luyện đề nhiều, mình tránh những cái điều đó. Đơn vị là gì ạ? Ghi rõ đơn vị ra nhá. Lực đơn vị là Newton. Xong. Vậy là câu 1 thì vô cùng nhẹ nhàng. Đúng không nào? Rồi, tính như em khớp của thầy không? Thùy Linh, Long Mai, Hoàng Tiến. Ok, tốt rồi. Vậy là câu 1 không có gì khó. Mình đến với câu 2 luôn. Câu 1 này câu là cho điểm, gỡ điểm rồi. Đúng không? Câu số 2. Nào, một cuộn dây tròn gồm 100 vòng dây. Đường kính D đây. Được đặt trong từ trường đều. Sao cho mặt phẳng cuộn dây hợp với vector cảm ứng từ một góc là 30 độ. Rồi. Biết độ lớn vector cảm ứng từ là B. Câu A là yêu cầu là tính từ thông, đúng không? Câu A. Rồi, câu A. Phân tích này. Trước mắt là các bạn sẽ phải lưu ý cho thầy nhá. Trước mắt phải lưu ý cho thầy. Đó là góc của chúng ta, đúng không? Đây. Mặt phẳng cuộn dây hợp vector cảm ứng từ, đúng chưa? Mặt phẳng của cuộn dây hợp với vector cảm ứng từ B một góc là bằng 30 độ. Vậy thầy suy ra góc giữa vector pháp tuyến và B sẽ là bằng 60 độ. Đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai là đường kính D của chúng ta là bằng 5 cm. Vậy thầy suy ra bán kính R là bằng D trên 2 sẽ là bằng 2,5 cm. Thầy suy ra được cái diện tích của cái gì nhỉ? Cái khung dây này S. Cuộn dây của chúng ta là dây tròn nên diện tích nó sẽ là bằng pi r bình phương. Sẽ là pi nhân r ở đây là 0,025 bình phương. Xong. Đến đây thì mình tự tin mình tính cái từ thông phi. Phi
là bằng NBS cos alpha. Thay số này, N là 100 nhân B của chúng ta là 0,4 nhân S đây, pi nhân 0,025 bình phương nhân cos 60. Đó. Và bây giờ nhiệm vụ các bạn là các bạn sẽ bấm máy tính cho thầy xem là bằng bao nhiêu. 0,039 à? Thủy Linh là 0,039. Câu nào mà xin? Xin cái cốt đâu? Đấy, chuẩn rồi chứ nhỉ? Sao các bạn bảo là thầy ơi xin ạ? À? Thầy đang không biết là xin cái gì? Nào, có bạn ra là 0,039 đúng nhỉ? Thầy bấm xem khớp nhá, 100 này. Rồi, pi phần 80 đúng không? Đấy, thầy ra là bằng pi phần 80. Nó là 0,039 thật đây này. 0,039 và đơn vị của chúng ta là gì? Là VB. Đó, câu 2, đáp án A chuẩn đét rồi. Câu 1, chờ tí nha, các bạn bảo là câu 1 thầy viết nhầm mà. À, đây đây chỗ này đi. Chỗ này là sin 90 gì? Thầy lại viết thành cos 90. Rồi ok, thầy viết nhầm. Đúng rồi, đã, quay trở lại câu 2. Phần A rất là dễ. Phần B của chúng ta. Phần B. Cho cảm ứng từ giảm xuống 0 trong thời gian 0,02. Và cầu xác định suất điện động, cảm ứng xuất hiện trong giây. Rất là dễ luôn đúng không? Suất động cảm ứng E thì bằng trừ delta phi mà chia delta t. Đó, như thầy nói, cái gì không đổi thì mình vứt ra ngoài. Ở đây cái thay đổi là gì? Là cảm ứng từ. Vì vậy thầy sẽ có là bằng trừ N S cos alpha nhân delta B chia delta T. Chúng ta thay số trừ này. Trừ có bao nhiêu? Trừ N là 100 này. Nhân S là pi nhân 0,025 bình phương này. Nhân cos 60 này. Nhân delta B. Delta B là 0 trừ 0,4. Đúng không? Nó đang là 0,4. Bây giờ người ta nói là giảm về 0 đây này. Và chia cho delta T là 0,02. Vậy thôi. Làm ta tính được cái suất điện động cảm ứng rồi. Nào các bạn tính giúp thầy xem là ý B nó bao nhiêu. 1,96. Ok, tuyệt vời. Rất nhiều bạn ra giống nhau rồi. 1,96V. Nào, còn ý C nữa là xong. Ý C là sao? Nào, tính nhiệt lượng tỏa ra trên cuộn dây, biết điện trở mỗi mét dây là 0,5 ohm. Nào, bây giờ làm sao ta tính được cái nhiệt lượng? Đấy, làm sao ta tính được cái nhiệt lượng ở đây? Các bạn lưu ý nhá. Cái này là phải lưu ý này. Nhiệt lượng của chúng ta, nhá, đây là thầy phân tích này. Nhiệt lượng của chúng ta sẽ được tính là gì? Đây là có E, vậy là thầy tính được Y. Y là bằng E chia cho R. Đúng không? Vậy là có Y. Và mình dùng công thức là Y bình trên R. Đấy. Vậy là mấu chốt là bây giờ làm sao phải tính được R. Đây chỉ là điện trở của mỗi mét dây thôi. Bây giờ chúng ta phải xem là cái sợi dây này của chúng ta nó dài là bao nhiêu mét. Đúng không? Đó, phải tính được cái chiều dài của sợi dây. Thế thì chiều dài của sợi dây tính như thế nào? Chiều dài của sợi dây. Nào, chiều dài của sợi dây chúng ta tính như thế nào các em? Thì ở đây các em lưu ý, có 100 vòng dây. Vậy thầy lấy 100 vòng dây, thầy nhân với chu vi. Chu vi thì là bằng gì? Chu vi là bằng gì? 2πr. Đúng không? 2πr. Đó, xem là bằng bao nhiêu. Đúng không? R là bằng 2,5 đây rồi. Vậy là thầy bấm vào nhá, 100 này nhân với gì? 2π này nhân R. Các bạn lưu ý các bạn phải thay số chuẩn cho thầy. Nhân này 2π. R các bạn phải đổi ra mét nha. Các bạn đừng dùng centi là các bạn sai đấy. Các bạn phải đổi ra mét cho thầy. Đúng không? Nào xem này bao nhiêu. Đấy là bằng 10π. Có nghĩa là bằng 31,4. Đúng không? Thôi thầy cứ viết là bằng 10π. Đơn vị. Đúng không? 10π. Mét. Chuẩn chưa? Bây giờ 1 mét thì có điện trở đây, vậy chúng ta sẽ tính được điện trở của dây.
Điện trở của dây tính như nào? Có đúng là R này của chúng ta sẽ là bằng 10 pi và nhân với gì ạ? 0,5 không? Đúng không? Bởi vì đây là điện trở của 1 mét. Vậy thì 10 pi mét thì mình nhân vào thôi. Vậy cái này nó sẽ là bằng 5 pi ohm. Rồi. Có điện trở rồi. Vậy là từ đây chúng ta dễ dàng ta tính được cái công suất tỏa nhiệt. Đúng không? Đây, công thức nha. Nhiệt lượng Q thì là bằng I bình nhân R. Trong đó I thì là bằng E trên cho R. Thay thế vào đây thì có đúng Q của chúng ta sẽ là bằng E bình phương trên cho R không? Thay vào E đây 1,96 bình phương chia cho R là 5 pi. Đó. Bấm máy tính. Thì là bằng 0,24. Đơn vị là joule. Nào, các bạn có ra khớp với của thầy không? Ờ, thôi hỏng rồi. R là bằng 0,05 mà nhỉ? À, 0,025, thầy lại thay là 0,5. Chết rồi. Thế là bị sai cái chỗ này rồi. Xin lỗi các bạn nha. Thế là bị nhầm chỗ này rồi. Lú quá. Thầy hơi có một chút nhầm lẫn ở chỗ này. Nào, các bạn thay vào thầy nha. Chúng ta sửa lại một tí nha. Đây. Thằng này sẽ là bằng 0,025. Vậy đây là 5. Vậy thì nó là 5 pi đúng không? Chứ không phải 10 pi, nó bằng một nửa thôi. Điện trở sẽ là bằng 5 pi mà nhân với 0,5. Vậy là bằng 2,5 pi. Đó, đây là 2,5 pi. Vậy là chia đôi. À, nhân 2 lên. Vậy là 0,489. 0,489. Đúng không nào? Rồi, 0,489. Viết là 0,49 hoặc lấy xấp xỉ là 0,5 cũng được. Đúng. Thầy bị nhầm đấy. Thầy khoanh vào thằng R rồi đúng không? Thầy chỉ vào thằng R rồi mà thầy lại lấy 0,5. Lúc nãy chỉ vào đây để tính cái chỗ này rồi mà lại lấy là 0,5 của D. Rồi, vậy chúng ta thấy là cái câu số 2 thì cũng không có gì khó. Đúng không? Không gì khó. Thường thì đề của chúng ta một cái đề cũng như thế đó. Có hai câu tự luận rất là nhẹ nhàng, rất là dễ, không khó. Nhưng mà cái khó khăn của mình bắt đầu nó đến từ câu số 3. Đấy, câu 3 này là câu vận dụng cao này. Đó, mà không có nhiều bạn thì làm được cái câu 3 này. Thứ nhất là đồ thị là cái phần mà các bạn rất là sợ. Các bạn học sinh ấy, rất là sợ. Lên lớp 12 vẫn sợ, lớp 11 thì vô cùng sợ. Đồ thị nhìn lạ lạ này, chịu cứng này. Đấy, đúng không? Rồi, thế bây giờ thầy hướng dẫn các bạn cái cách làm nhá. Sáng năm lên lớp 12 đồng hành cùng với thầy, thầy sẽ hướng dẫn thật kỹ các cái kỹ năng đọc đồ thị. Ở đây thì thầy giới thiệu qua để các bạn có thể giải quyết bài này trước. Đây này, thầy giới thiệu cái bài toán á. Bài toán ta có hai cái sợi dây. Sợi dây I1 thì là dấu chấm, vậy là đi ra. Còn sợi dây 2 ở đây chiều như nào chưa biết. Nhưng đề đang còn xác định chiều đây. Đúng không? Biết là tỷ số của hai cái dây này là bằng 4. Đây, hai cái dây bằng 4. Được chưa? 2 nhân 4. Và người ta lấy một cái điểm M ở đây, người ta xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai cái dây I1 và I2 gây ra tại M ấy. Đó. Và điểm M thì người ta lại di chuyển lên trên này. Ở mỗi vị trí người ta tính được M BM, người ta vẽ được cái đồ thị liên hệ giữa BM theo x. Đó, BM theo x. Rồi và bây giờ người ta còn là tính chiều và cường độ dòng điện. Đó, thì đấy là cái câu số 3. Đúng nào? Nhìn lạ quá. Nào thì bây giờ thầy phân tích cho các bạn nhé. Một cái đồ thị khi các bạn làm ấy thì các bạn phải để ý được những cái điểm đặc biệt. Đúng không? Điểm đặc biệt. Ở đây chúng ta phải thống nhất với nhau nhé. Thầy không biết là thằng 1 với thằng 2 này chiều của nó như nào thầy không biết, nhưng chắc chắn cảm ứng từ tại điểm M BM sẽ luôn là bằng B1 cộng B2. Đây là cộng vector. Đúng không? Cộng vector. Nhìn vào đồ thị, từ đồ thị thì thầy thấy tại vị trí x bằng bao nhiêu? X bằng 40 cm thì b của điểm m là bằng 0. Đó, bm bằng 0. Bm bằng 0, muốn bm bằng 0, vậy chắc chắn thầy suy ra là b1 và b2 sẽ là hai cái vector nó thế nào, nó phải ngược chiều, cùng phương ngược chiều. Thì mình có chuyện là nó tổng hợp và nó bằng 0. Và muốn nó cùng phương ngược chiều, vậy thầy suy ra I1 sẽ ngược chiều với I2.
đúng không? Theo quy tắc nắm bàn tay phải, đúng không? Nào, I1 là dấu chấm, đúng không? Mình nắm tay hướng ra, vậy là B1 của chúng ta nó hướng lên. Đây, B1 hướng lên. Vậy thì chắc chắn là B2 của chúng ta nó hướng xuống. B2 hướng xuống, vậy đây có đúng là dấu X không? Thì nó mới hướng xuống, đúng không? Vậy là cái điểm đầu tiên là điểm này. Thầy giải quyết nhanh chóng được cái chiều, đúng chưa? Đó, thầy giải quyết nhanh chóng được cái chiều. Chuẩn chưa các em? Câu này vận dụng cao mức 9 cộng rồi. Nên là các bạn chú ý nhá. Những bạn mục tiêu cao thì sẽ tập trung câu này. Đấy là cái điều đầu tiên. Điều thứ hai là tại cái vị trí x bằng 40, bm bằng 0 thì sao? Thì sao? À, thì nữa đó là B1 nó phải có độ lớn là bằng B2. Có đúng không nghe? Đó, phải bằng nhau thì khi trừ đi thì nó mới bằng 0. Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Đó, bởi vì tại cái vị trí này hai thằng này ngược chiều. Hai ông này ngược chiều thì lúc này có đúng là BM của mình sẽ bằng hiệu của B1 trừ B2 không? Đúng chưa? Muốn bằng 0 thì hai ông này phải bằng nhau, cái điều đấy là hiển nhiên. B1 bằng B2 thầy thay số. Ông này là 2 nhân 10 mũ trừ 7. Nhân gì nào? Nhân gì nào? Nhân I1, đúng không? Chia cho R là khoảng cách. Nào, cái đoạn này từ đây đến đây là X, từ đây đến đây là L. Vậy thì từ dây 1 đến điểm M là L cộng X, đúng không? L cộng X. X là bao nhiêu? X là 40. Vậy thầy thay vào là 0,4. Thay đúng đơn vị luôn. Đó, 40 thì là 0,4. Chuẩn chưa nào? Rồi, thì bằng B2, 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân I2 chia cho khoảng cách. Từ dây 2 đến M thì đơn giản nó là 0,4 thôi. Đúng không? Bây giờ thầy lập tỷ lệ hai cái phương trình này thì chia cho nhau. Chia cho nhau. Thì ở đây thầy sẽ có là gì? À, cái này thầy vứt đi. Đúng không? Ở đây thầy sẽ có L cộng 0,4 mà chia cho 0,4 sẽ là bằng I1 trên I2. Mà cái này thì đề bài cho là bằng 4. Vậy từ đây thì tính được L là bằng 1,2 m. Đúng không? Đó, chuẩn cho các em. Đấy, thầy đã tính xong được giá trị của L. Đúng nào? Đây, đề bài cho ông này bằng 4, sử dụng. Đó, thế nhưng mà chưa được. Đề bài lại yêu cầu chúng ta phải tính gì? Chúng ta yêu cầu là tính I2. Thế thì chúng ta sẽ dựa vào một cái điểm nào mà đẹp mắt nữa trên đồ thị người ta cho. Và đây thầy đã chấm cho các bạn đây rồi. Đó, đẹp mắt. Là cái vị trí này x bằng bao nhiêu? X là bằng 60. Thì B của chúng ta, BM đây. Đúng không? Nào, tiếp tục. Vậy là chúng ta xét tại cái vị trí x bằng 60 cm. Thì lúc này B của điểm M là bằng 1/18 nhân 10 mũ trừ 6. Mà B của M thì bằng B1 trừ B2, thầy thay vào đây. Vậy là 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân I1 chia cho gì? Chia cho khoảng cách. Khoảng cách là L. L là 1,2 này. X lại bằng 60, có nghĩa là 0,6. 1,2 cộng với 0,6 thì đây là 1,8. Đúng chưa các em? Trừ 2 nhân 10 mũ trừ 7. Đó, 2 10 mũ trừ 7 nhân với I2 chia cho khoảng cách. À, từ I2 đến dây này thì là x là 0,6 thôi. Chị tuyệt đối nó bảo. Từ đây thầy lấy máy tính thì bấm triệt tiêu thì thầy sẽ ngay lập tức thầy có là I1. Đúng không? I1 bằng mấy và I2 bằng mấy. Tại sao lại như vậy ạ? Tại sao như vậy? Bởi vì thầy chỉ cần thế cái gì ạ? Thầy chỉ cần thay thế ông I2 này là bằng gì? I2 này là bằng I1 trên cho 4 vào. Vậy thì đây có đúng là một phương trình chỉ có ẩn là I1 không? Đúng không? Cái này sẽ là 2 nhân 10 mũ trừ 7. I1 trên cho 4 nhân 0,6 thì đây nó sẽ là bằng 2,4. Đấy, vậy là dễ dàng mình tính được I1 và I2. Đúng nào, các bạn tính giúp thầy xem I1 bằng mấy và I2 bằng mấy. Đúng rồi, bạn Hoàng Tiến comment chuẩn đấy. Em có thể lập tỷ lệ là Y gấp 4 lần thì R nó cũng sẽ gấp 4 lần nhau. Thì mình tính cho nó nhanh cũng được. Đấy, thế nhưng mà đây thầy muốn xuất hiện Y để thầy giải quyết ra là thầy tính Y. Đó, thế nên là thầy không viết cái tỷ lệ đấy. Thầy cứ viết biểu thức rồi thầy triệt tiêu cho nó nhanh. Bởi vì lúc sau là còn trừ nữa mà. Đấy. Nào, giải giúp thầy cái phương trình này được không?
trình này thì thầy nghĩ là bạn nào cũng giải được luôn. Thầy bấm ra mọi người ra khớp với thầy nha. Trừ 6 này, chia cho 18 này. Rồi, chia cho bao nhiêu? 2 nhân 10 mũ trừ 7. Rồi chia tiếp cho gì ạ? 1 phần 1,8 trừ 1 phần 2,4. Rồi, Y1 của thầy là bằng 2. Vậy Y2 của chúng ta sẽ là bằng 0, gì ạ? 0,5. Ố, các bạn ra 0,8 và 0,2 á. Sao thầy ra 2 và 0,5 nhỉ? Thầy ra 2 và 0,5 này. 2 và 0,5. Bạn nào ra khác khả năng tính nhầm rồi. Ủa gì? Nào tính thử thầy xem. À bấm máy nhầm à. Các bạn tính nó giúp thầy xem là nó có khớp đáp án không nào. Rồi, ok. Thế là xong nha. Đúng không? Chắc là khớp nhau rồi đúng không? Đó, rồi, đây là một câu triệt tiêu điểm 10 này. Không để nhiều người điểm 10, thêm cái đơn vị nó vào ạ, ampere. Đó, và đến đây là chúng ta đã xác định xong gì ạ? Xong chiều của I2 và cường độ dòng điện của I2. Đúng không? Không gì nói rồi, một câu khá là hay nhá. Khá là hay. Đấy, về đồ thị. Rồi, 2 và 0,5 xong. Đấy, vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau chữa được một cái đề đúng không? Giữa học kỳ 2 khá là hay và ôn lại được toàn bộ các kiến thức của cái phần giữa học kỳ 2 này, gồm có hai chương là chương cả từ trường và chương cảm ứng từ. Đó, hy vọng là cái buổi live hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn trong việc là ôn tập lại kiến thức để mình có một cái bài thi giữa học kỳ 2 thật là tốt nhá. Rồi trước khi nghỉ thì thầy nhắc các bạn là thầy đang có một cái group group 2K6 để đăng tài liệu và chia sẻ các bạn ở đó. Đó thì các bạn hãy tham gia vào cái group đó. Bạn nào mà chưa biết thì có thể đây. Cái group đây. Group thì chưa có đông các bạn lắm. Được chưa? Đấy nha, đây là có hai cái group. Thì cái group này là group để trước mắt là thầy sẽ hướng dẫn các bạn là ôn thi học kỳ. Đây các bạn nhìn ạ. Đây là cái group ôn thi học kỳ. Các bạn hãy tìm cái group này nha, 2K6 vật lý thầy Tuấn Anh. Thầy sẽ đăng những cái đề thi ở đây. Đấy, đăng những cái đề thi ở đây. Đó, những phần tài liệu. Ví dụ đây là cái bài tổng ôn học kỳ 2, thầy đã đăng cho các bạn rồi. Bạn nào thích thì hôm sau sẽ tổng ôn. Đấy, thầy sẽ ôn lại toàn bộ kiến thức. Đó, mỗi kiến thức thì thầy sẽ chữa bài tập luôn. Đó, các bạn thấy không ạ? Được chưa? Cả phần thấu kính, khúc xạ này, thầy sẽ ôn lại hết. Thì đây là những cái phần kiến thức lớp 11 của chúng ta. Thì các bạn tham gia vào group này để có thể học cùng với thầy trong những cái bài học tiếp theo. Ngoài ra thì hiện tại thầy đã có một cái khóa xuất phát sớm dành cho các bạn 2K6. Đó, có xuất phát sớm dành cho các bạn 2K6. Đấy là khóa học trả phí. Đó, giống như các anh chị 2K5, 2K4 trước có rất nhiều nghìn các anh chị đăng ký cùng với thầy, thì năm nay rất là vui khi các bạn 2K6 cũng đã biết đến thầy và rất nhiều bạn đã đăng ký xuất phát sớm. Đó, thì trong thời gian tới hy vọng là bạn nào mà muốn đồng hành cùng với thầy môn lý để có thể đạt điểm cao trong kỳ thi học kỳ hay là thi đại học thì có thể nhắn tin cho Pep để nhận tư vấn và đồng hành cùng với thầy trong khóa học này nhá. Rồi, bây giờ thì thầy sẽ dừng livestream và sang tuần sau thì chúng ta lại làm việc tiếp với nhau. Tuần sau thầy sẽ tiếp tục ôn tập giữa học kỳ và đúng rồi, trong cái khóa 2K6 đó thì thầy sẽ dạy kiến thức học kỳ 2 rồi thầy sẽ dạy sớm lớp 12 luôn cho các bạn nhá. Đó, thì ở đây cũng thầy thấy có rất nhiều gương mặt quen thuộc đã đăng ký trong khóa đấy rồi. Ok, bây giờ thì thầy dừng like nhé. Nhắc lại là tuần sau cũng vào giờ này thì thầy lại tiếp tục chữa cho các bạn một cái đề giữa học kỳ 2 nữa. Khả năng là thầy sẽ tăng cái mức độ khó lên một chút nhá. Rồi, ok. Bây giờ thì thầy sẽ dừng livestream. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào.